Anh chị em thân mến, tôi hay chia sẻ cái đề tài này, đó là làm người ở đời khó hay dễ? Câu trả lời của tôi thường là khó. Và khi con Thiên Chúa ngôi hai xuống làm người, Ngài đã bước một bước không ai dám ngờ. Đấng tạo hóa đã muốn đảm nhận lấy thân phận của một thụ tạo. Thưa anh chị em, làm người ở đời thật là khó. Chỉ cần nhớ lại bài tin mừng tối nay mà anh chị em vừa nghe đó, thì anh chị em mới thấy là người khó biết chừng nào. Con Thiên Chúa khi làm người thì sinh ra ở một đất nước. Và nếu Ngài chọn đất nước đó là nước Israel, thì nước đấy đang bị đô hộ bởi người Roma. Và Thánh Giuse và Đức Mẹ và cả hài nhi Giêsu trong bụng mẹ cũng phải chịu ảnh hưởng dưới quyền của cái ông hoàng đế đó khi ông ấy đòi kiểm tra dân số. Tôi chỉ xin anh chị em hãy nhìn lại đoạn đường 130 cây số đi từ Nazareth đến Jerusalem, từ Jerusalem đi 10 cây số nữa mới đến Bethlehem, và đường ấy là đường lên núi 130 cây số. Để đi như thế, một người bình thường không thể nào đi dưới 4 ngày được. Và người ta, con đường đấy có nhiều chỗ nguy hiểm, nên khi người ta đi đó, người ta phải đi từng nhóm một. Anh chị em mà nhìn thấy Đức Mẹ mang thai gần đến ngày sinh, lếch thếch đi một đoạn đường 130 cây số, cùng lắm là có một con lừa, thì anh chị em mới thấy rằng đoạn đường ấy quả là chông gai và vất vả. Khi đến Bethlehem rồi thì câu chuyện không sáng sủa hơn. Bởi vì lý do đơn giản là Đức Maria gần đến ngày sinh, tìm một chỗ trọ cũng không có. Mà anh chị em biết, có khi cả Bethlehem cũng chỉ có một cái nhà lớn được gọi là nhà trọ cho cả cái thành Bethlehem. Và cái chỗ trọ đó vì một lý do gì đó bây giờ không còn chỗ nữa. Chúng ta cần nhìn thấy sự lúng túng, lo âu, có khi cả xấu hổ nữa của Thánh Giuse khi tìm không ra chỗ cho người bạn của mình. Mà chỗ ấy quan trọng biết chừng nào, vì chỗ ấy là chỗ để sinh con, một chỗ cần có sự kín đáo. Không biết làm thế nào để mà Giuse và Maria có thể tìm được một cái chỗ mà chúng ta biết ngay đấy là một cái hang, mà nơi những người chăn các con vật đã để những con vật ở đó. Tại sao? Vì ở đó có một cái máng cỏ, nơi những con vật có thể nằm và nơi đó chúng nó ăn ở đó. Và như thế ở đây chúng ta nhìn thấy ngay cái cảnh tượng mà khó tin được. Đó là Đức Giêsu được sinh ra ở trong cái cảnh thấp hèn đấy, cái máng cỏ ấy, cái chỗ dành cho súc vật ăn đấy. Anh chị em chúng ta cần nhìn rất lâu vào cảnh tượng này. Khi anh chị em đến với hang đá, chúng ta cần phải suy nghĩ điều này. Bởi vì chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu ở đó hoàn toàn thụ động. Tôi thấy hai chỗ thụ động. Tượng thứ nhất là Đức Giêsu được mẹ của mình quấn tã, được quấn tã như bất cứ trẻ thơ nào khác. Điểm thứ hai là được mẹ đặt nằm trong máng cỏ. Chuyện này thì là hơi khác thường. Và như thế tôi mời anh chị em sự suy nghĩ xem cái cách thức mà Thiên Chúa cư xử với con của Ngài làm người. Cách thức đó quá là khó hiểu. Bởi vì con của Ngài được sinh ra một cách đơn sơ, bình thường và dưới bình thường nữa. Tôi thì tôi thế nào cũng đặt những câu hỏi thế này. Tại sao Thiên Chúa lại chọn một cái tình cảnh như thế cho con của mình?
Tại sao Thiên Chúa lại không cho con của mình những đặc ân mà con của mình xứng đáng được hưởng? Thí dụ, con của mình được sinh ra trên nhung dưới lụa, được sinh ra trong quyền lực, được sinh ra trong cung điện, được sinh ra với tất cả những vinh quang. Tại sao Thiên Chúa Cha lại để cho con của mình sinh ra trong nghèo khó và thiếu thốn? Tại sao Thiên Chúa lại đưa Giuse và Maria đi vào sự lo lắng, khó xử và không biết cách xoay sở như thế nào? Anh chị em ơi, Thiên Chúa đã chọn như thế đấy. Thiên Chúa Cha chọn như thế cho con của Ngài. Và tôi tưởng rằng cái chọn lựa đó làm nên nét quyến rũ của Thiên Chúa, quyến rũ của Bethlehem. Chúng ta bị hang đá hấp dẫn chúng ta đơn giản vì chúng ta đành phải nói rằng không hiểu được. Chúng ta không hiểu được tại sao Thiên Chúa lại làm chuyện lạ như thế đối với người con yêu dấu của mình. Và một điều nữa, chúng ta cũng không tài nào hiểu được là tại sao Thiên Chúa lại chọn những cái anh chăn chiên để mà loan báo tin mừng về con của mình. Anh chăn chiên, như anh chị em biết, là những người nghèo, những người không có tiếng nói, những người không có vai vế, những người bị ở ngoài lề xã hội, những người loay hoay với cái đàn chiên của mình ở chỗ này chỗ nọ, ít khi họ đi đến hội đường hay đến đền thờ. Và những người này, họ lúc mà Chúa hiện tỏ mình cho họ, họ đang ở ngoài đồng. Và đấy là một đêm, thưa anh chị em, đêm ấy như đêm nay. Cái đêm mà những người chăn chiên tưởng là đêm bình thường thì hóa ra đêm này là đêm quá đỗi linh thiêng. Họ chỉ giữ đàn vật. Và Thiên Chúa làm gì để nói chuyện với những anh chăn chiên này? Xin thưa anh chị em, Thiên Chúa sai đúng một thiên thần, đúng một thiên thần đến để báo cho họ biết về con của Ngài được sinh ra. Và Ngài báo cho họ biết rằng, để thiên sứ đã hiện ra với họ và nói rằng: này anh em, tôi báo cho anh em tin này. Đêm hôm nay Đấng Cứu Độ sinh ra, Đấng Kinh Tô sinh ra, Đức Chúa được sinh ra. Toàn là những tước vị rất lớn anh chị em. Người Do Thái đang chờ Đấng Cứu Độ, họ chờ Đấng Kitô. Bây giờ thiên thần hiện ra nói với chân chiên là sinh ra rồi, tối hôm nay là sinh ra. Thế thì làm sao để nhận ra được Đấng cao cả như thế sinh ra, thưa anh chị em? Thì sứ thần ấy lại nói rằng: tôi nói cho anh các anh chân chiên biết, đây là cái dấu hiệu mà anh có thể nhìn vô là thấy ngay, là thấy ngay đấy là Đấng cao cả, đấy là Đấng Cứu Độ. Anh chị em biết dấu hiệu gì rồi phải không? Một trẻ sơ sinh được quấn tã, được đặt nằm trong máng cỏ. Dấu hiệu quá đỗi thấp. Và chúng ta với dấu hiệu này có thể nói thẳng rằng chúng ta khó lòng mà tin được rằng đó là dấu hiệu cho một Đấng Cứu Độ oai phong, một Đấng Cứu Độ sẽ đến giải phóng dân tộc Do Thái. Nếu chúng ta là những người chăn chiên thì liệu chúng ta có cãi không? Liệu chúng ta có dám tin vào điều đó không? Những người chăn chiên đã không đặt vấn đề, những người chăn chiên đã không cãi với thiên sứ, và họ đã tin vào lời sứ thần, và họ đã đón nhận cái lời báo một cách đơn sơ, khiêm tốn, đầy lòng tin. Họ cởi mở trước mặc khải của Thiên Chúa. Và như thế, thưa anh chị em, lúc đầu chỉ có một thiên thần hiện ra thôi, và để nâng đỡ cho những anh chăn chiên này thì bây giờ xuất hiện cả một đạo binh thiên thần rất đông đảo, và tất cả vị ấy cùng hợp tiếng để ca ngợi Thiên Chúa. Trong câu ca ngợi Thiên Chúa mà anh chị em thuộc lòng, mà mới đọc trong kinh Vinh Danh, anh chị em thấy có chữ Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Thưa anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày con Thiên Chúa làm người hơn 2.000 năm trời rồi. Và Ngài đã đem đến cho trần gian này niềm vui và bình an rồi. Thành thật với các anh chị em là mới ngày Chủ nhật vừa qua đó, thì
có bạn sinh viên đã hỏi tôi một câu và tôi rất thú vị về câu này. Các bạn ấy viết như thế này: tại sao năm nào chúng ta cũng phải dọn lòng để chờ mong Chúa đến? Năm nào cũng phải chờ mong Chúa đến. Và cái câu cuối của bạn ấy là: làm như thế có nhàm không? Như thế câu trả lời mà anh chị em có thể đoán được, đó là câu trả lời của tôi, đó là tuy Thiên Chúa đã đến với chúng ta rồi, Ngài đã đến từ 2000 năm rồi, nhưng chúng ta lại không đón nhận Ngài. Ngài đã đến nhà của Ngài mà người nhà của Ngài không đón nhận. Ngài đã gõ cửa mà chúng ta không mở, thế giới này không chịu mở cho Ngài. Chính vì thế Đức Giêsu đến để đem ơn cứu độ, đem bình an, đem niềm vui, thì những món quà đấy không đến tay của chúng ta được. Vì chúng ta có đưa tay ra đâu mà chúng ta nhận được món quà đó. Thành ra thế giới hôm nay cứ phải chờ, phải tập chờ, tập chờ Đấng Cứu Thế đến. Dù Ngài đã đến 2000 năm rồi mà thật sự thì Ngài lại chưa đi vào được thế giới hôm nay. Vì thế giới hôm nay chưa đón nhận con Thiên Chúa. Và thế giới hôm nay anh chị em biết là một thế giới bị rạn nứt. Không biết anh chị em có thích đọc báo hay là đọc những, ngay cả Việt Nam Express chẳng hạn. Nó là một thế giới chia rẽ. Và thế giới này là một thế giới đầy những vết thương cần được chữa lành. Và thế giới này vẫn trầm luân, cần được ơn cứu độ. Thì thưa anh chị em, để thay đổi không khí, tôi sẽ mời anh chị em nhìn xem một số hình ảnh để anh chị em thấy thương cái thế giới này, thương nó. Chúng ta ở trong chính thế giới này. Cái hình ảnh đầu tiên anh chị em sẽ thấy, tôi sẽ để là môi trường bị tàn phá. Anh chị em có thấy chưa? Thấy chưa? Môi trường bị tàn phá. Hình ảnh đầu tiên mà mời anh chị em xem, đó là khói độc hại từ những nhà máy thải ra. Hình ảnh kế tiếp, anh chị em thấy một con chim bị chết. Trong xác cái con chim này có nhiều thứ của con người quẳng xuống nước, xuống biển. Và tôi nhìn thấy một cái hộp quẹt ga ở trong bụng con chim. Nó chết anh chị em, vì nó ăn những thứ mà chúng ta giết nó. Dù ở Ấn Độ, Calcutta hay ở Bắc Kinh, họ vẫn phải đối diện với khói mù mịt như sương, khói của chất thải của những nhà máy. Anh chị em thấy các cô đi học phải bịt miệng, giống như chúng ta ở đây thì cũng có bịt miệng, nhưng mà ở bên những nước khác có khi kinh khủng hơn nhiều và hoàn toàn nguy hiểm cho phổi. Vậy hình ảnh kế tiếp, anh chị em thấy một bãi biển đầy rác, thuyền đã đành, biển rác, biển bị ô nhiễm. Chúng ta thừa biết cái kinh nghiệm này, cá chết bởi vì nước thải từ các nhà máy đổ ra biển. Biển là trong lành, biển xanh tươi mà Chúa tặng cho con người, bây giờ trở thành cái chỗ nhơ nhớp. Và đứa bé, anh chị em thấy đứa bé ngỡ ngàng khi đứng trước rừng cây trơ trụi. Rừng là cái buồng phổi của con người, của cái thành phố nữa. Bây giờ khi rừng bị chặt phá một cách không thương tiếc như thế thì hậu quả là quá rõ, quá rõ. Lụt lội, tất cả mọi thứ đều xảy đến từ phá rừng. Như vậy những hình ảnh mà tôi mời anh chị em vừa xem cho thấy rằng thiên nhiên bị phá hủy, phá hoại. Cái loại hình ảnh thứ hai tôi mời anh chị em, đó là con người bị xúc phạm. Thiên nhiên thì bị tàn phá, con người thì bị xúc phạm. Anh chị em thấy hình ảnh đầu tiên, đó là ở châu Phi. Nhiều nơi, nhiều người vật vã với cái đói. Có thể nước Việt Nam chúng ta khó tìm thấy người đói, nhưng ở châu Phi chuyện đó là thường thôi. Và họ đẻ cũng nhiều, anh chị em nhìn thấy.
vật vã với cái đói. Hình ảnh kế tiếp, anh chị em thấy một em bé dơ xương ra như thế, là cái chết đói là lơ lửng. Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mình có thể chết đói được không? Chuyện đấy vẫn xảy ra anh chị em. Hai hình ảnh kế tiếp, xin lỗi, ở đây có một ông Ấn Độ đang ngồi, và chỉ nói anh chị em là Ấn Độ, nơi những vụ cưỡng hiếp cao nhất thế giới và cực kỳ nguy hiểm cho phụ nữ và cho những bé gái. Và anh chị em thấy có những phụ nữ đang biểu tình và đòi hỏi, đòi điều này là đừng làm như thế với chúng tôi nữa, đừng làm như thế. Hình ảnh kế tiếp, anh chị em thấy một hai nữ tu, một vài người đang ngồi bên những ngôi mộ. Ngôi mộ này là ngôi mộ của những thai nhi được chôn táng trong nghĩa trang Đồng Nhi. Anh chị em không được phép quên là ở Việt Nam nạn phá thai là cao ngất ngưỡng trên thế giới. Các cô Việt Nam có hư không mà tại sao ra như vậy ta? Tại sao nó lại ra như thế? Nếu muốn phá thai thì phải có thai chứ, mà làm thế nào để ra như vậy? Hình ảnh kế tiếp là hình ảnh ở Philippines. Ít nhất 5.000, có người nói 10.000, 12.000 người đã bị giết không cần đem ra tòa. Giết lén, giết lút, giết ban đêm, giết đột ngột. Sau khi giết còn cắm cái bảng ở đó để cho biết là tội gì. Bị giết vì bị thực sự là nghiện ma túy, bán ma túy, hay chỉ nghi thôi, nghi bán ma túy, nghi nghiện ma túy và bị giết như thế, và không cần đem ra tòa. Anh chị em nhìn thấy một chị đang ôm chồng của mình sau khi bị cảnh sát bắn chết chị chồng. Hình ảnh cuối cùng hơi đau ạ. Tôi đã cố gắng để tìm hình ảnh này để nói cho anh chị em biết rằng không phải là chúng ta sạch sẽ đâu. Hình ảnh mà anh chị em nhìn thấy là bồi thẩm đoàn của cái bang Pennsylvania ở bên Mỹ, và họ kết án những linh mục, dĩ nhiên linh mục Công giáo đã phạm tội với trẻ em. Đấy là một vết thương rất lớn của giáo hội Công giáo và làm chúng ta mất đi quá nhiều uy tín, anh chị em, và làm cho biết bao nhiêu người thiếu điều là bỏ đạo. Dĩ nhiên là bây giờ thì ít, nhưng người ta lôi những tội cách đây 6-70 năm, anh chị em hiểu. Có thể bây giờ không ai phạm tội, nhưng những tội cách đây 6-70 năm được lôi ra. Dù những người đã phạm tội thì đã chết từ đời nào. Và hình ảnh cuối cùng của cái phần con người bị xúc phạm này, đó là những người da màu vẫn đòi quyền được bình đẳng. Vì là da đen nên bị coi thường, nên không được hưởng những quyền lợi. Thưa anh chị em, những hình ảnh anh chị em vừa xem cho thấy con người bị xúc phạm. Con người là hình ảnh của Chúa bị xúc phạm. Và điều cuối cùng, thế giới bị đe dọa. Anh chị em, hình ảnh cuối cùng có một vài hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất, anh chị em nhìn thấy đó là một cái máy bay ném bom mà nó có thêm một chữ là lén. Lén nghĩa là ném bom mà người ta không có đoán trước được. Chắc nó có khả năng tàng hình. Máy bay này của Mỹ, máy bay này gọi là máy bay B-2. B chắc là viết tắt của chữ bomber, máy bay ném bom. Giá khá rẻ anh chị em ạ, bằng 2,4 tỷ đô. 2,4 tỷ đô nghĩa là 2.400 triệu đô. Và như thế là có thể mua được 5,3 triệu tấn gạo ngon của Thái Lan.
một máy bay này có thể nuôi cả nước nhiều năm. Cái máy bay kế tiếp mà giới thiệu với anh chị em giá 88 triệu đô là máy bay tiêm kích mới nhất của Mỹ, F-35. Nhiều nước đã đặt hàng mua cái máy bay này bởi vì nó, người ta bảo nó có nhiều tính năng tốt. F-35, 88 triệu đô. Nhưng mà F-35 lại chưa bằng của Nga. Nga có một cái máy bay khác, Su-35, tiêm kích mới nhất của Nga, 100 triệu đô. Anh chị em thử nhìn cái hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm tức là cái thuyền, thuyền nó rất là to và nó có thể chứa được hàng trăm máy bay đậu trên đó. Khi nó đậu ở giữa trời thì từ đây những máy bay có thể bay khắp nơi và ném bom. Cái gọi đấy gọi là hàng không mẫu hạm. Giá cái hàng không mẫu hạm này rẻ lắm anh chị, 13 tỷ đô. 13 tỷ, 13 ngàn triệu đô la. Và anh chị em nhân thêm với 22.000 nữa thì anh chị em mới ra tiền Việt Nam được. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với anh chị em ba cái tên lửa cuối cùng. Tại sao tôi lại chia sẻ ba cái tên lửa cuối cùng này? Chỉ để nhắc cho anh chị em, người ta đã đổ không biết bao nhiêu là tiền để trong cái cuộc chạy đua vũ trang này. Cứ một nước này đẻ ra một vũ khí này thì nước kia phải cố gắng đẻ ra một thứ vũ khí mạnh hơn để đàn áp được vũ khí này. Và cứ nước này có cái này thì nước kia có cái kia, có cái kia thì nước kia lại có cái nọ. Họ luôn luôn chạy đua. Và những vũ khí càng lúc càng tối tân hơn, tinh vi hơn, nguy hiểm hơn. Và như vậy xin giới thiệu với anh chị em ba loại tên lửa của Nga. Tên lửa thứ nhất, S-300. Cái tên lửa này giá trị bằng 260.000 tấn gạo. S-300 đang dùng ở Syria. Nhưng mà có một thứ, cái hình kế tiếp cho anh chị em thấy là người Nga đã tiến độ như thế này, S-400. Tất cả những trái như vậy, nó nặng như thế, nó bắn đi, bắn với một sự chính xác ghê gớm. Và hình cuối cùng giới thiệu với anh chị em là S-500. Chưa bao giờ bán đi nước ngoài, chỉ để dành xài cho nước mình thôi. Thưa anh chị em, tôi cảm ơn anh chị em đã nhìn hơi kỹ. Hy vọng là hình nó không có xấu xí quá và anh chị em vẫn thấy được. Vâng, tôi xin anh chị em trở lại. Tôi trở lại kết thúc bài giảng hôm nay để nói với anh chị em rằng là đấy. Vâng, anh chị em thân mến, vì con Thiên Chúa đã làm người, anh chị em thấy Đức Giêsu là khuôn mặt người, nên mỗi một con người đều mang khuôn mặt của con Thiên Chúa. Xúc phạm đến con người là xúc phạm đến Thiên Chúa, dù cái người đó là một thai nhi bé bỏng, hay là một người già đang hấp hối, hay là một người tâm thần ở trong trại. Vì con Thiên Chúa đã đến trên trái đất này, đã thở cùng một thứ không khí với chúng ta, đã uống cùng một thứ nước H2O như chúng ta, đã ăn cùng những thứ sản phẩm của đất như chúng ta, và Ngài đã đổ máu. Ngài đã đổ máu thấm vào trái đất này, anh chị em. Và chính vì thế nên chúng ta phải bảo vệ trái đất này. Trái đất này đang bị lâm nguy và những người bảo vệ môi trường họ đều biết điều đó rất rõ. Chúng ta phải giữ gìn trái đất này cho thế hệ tương lai. Vì con Thiên Chúa đã đến đem bình an và niềm vui, nên mọi những cuộc xung đột giữa các nước, mọi thứ bỏ rất nhiều tiền để chạy đua vũ trang, mọi thứ xung đột về sắc tộc, màu da, mọi thứ cuộc chiến tranh đều không thể chấp nhận được. Anh chị em thân mến, sống mầu nhiệm Giáng sinh không chỉ là treo đèn ngôi sao, mà còn là thắp sáng tình yêu. Tình yêu tha thứ ở những nơi mà
bóng tối đang ngự trị. Sống mầu nhiệm Giáng sinh không phải chỉ là làm hang đá, mà còn là làm cho những nơi tôi đang sống trở thành nơi ấm áp tình người, là nơi của bình an và hạnh phúc, là nơi mà hang đá Chúa ngự. Sống mầu nhiệm Giáng sinh không phải chỉ là hát những bài thánh ca, dĩ nhiên chúng ta phải tập luyện rất nhiều và rất hay, không chỉ là hát những bài thánh ca mà còn là suốt đời đem niềm vui đến cho những người sầu muộn, những người bị bỏ rơi, và làm cho cả cuộc đời của mình thành bài ca. Chúng ta không chỉ hát bài ca mà đời tôi thành bài ca của Thiên Thần. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Tôi xin chúc ngắn gọn, vì tôi cũng có một lời nguyện muốn đọc cho anh chị em thông hiệp đó. Thì tôi xin chúc anh chị em ba chữ L. Ba chữ L theo tiếng Anh. Trước hết là chúc anh chị em, những người mà đang phải vất vả tìm kiếm Chúa trong bóng tối, trong bóng mờ, những người đang thấy mình ở trong bóng tối mà không tìm cách ra xa, ra khỏi cái bóng tối được, xin ánh sáng của Hài Nhi Giê-xu đến với anh chị em. Chữ L thứ nhất, Light. Tôi xin chúc anh chị em, những người đang mệt mỏi, những người đang chán nản, những người mất lửa, những người sống mà èo uột, những người thèm có sức sống ở nơi chính mình, chúc anh chị em sự sống của Hài Nhi Giê-xu, Life. Chúc anh chị em, những người đang có sự xung đột ở nơi chính mình, đụng độ với người khác và nơi mình không thấy tình yêu, xin chúc anh chị em tình yêu của Hài Nhi Giê-xu, Love. Như vậy cuối cùng tôi xin chúc anh chị em vừa có ánh sáng Chúa Kitô, vừa có sự sống của Đức Kitô, vừa có tình yêu của Đức Kitô. Xin chúc mừng Giáng sinh tất cả mọi người. Vâng, và tôi cũng xin đọc một cái lời nguyện ngắn, mà như thế để bài giảng của tôi nó cũng có cái kết để anh chị em biết là nếu mà thế giới này bầy hầy như thế đó, không phải vì Chúa là bất lực đâu, mà vì chúng ta có chịu đón Chúa đâu. Lạy Chúa Giê-xu, khi làm người, Chúa đã nhận trái đất này làm quê hương và đã ban cho chúng con như một quà tặng tuyệt vời. Nếu rừng không còn xanh, suối không còn sạch và bầu trời vắng tiếng chim, thì đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến làm người để tôn vinh phận người. Vậy mà thế giới vẫn có 1 tỷ người đói, bao trẻ sơ sinh bị giết khi chưa mở mắt chào đời, bao kẻ sống không ra người, nhân phẩm bị chà đạp. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đến đem bình an cho người Chúa thương. Vậy mà trái đất của chúng con chưa một ngày an bình. Chiến tranh, khủng bố, hận thù ở khắp nơi. Người ta cứ giết nhau bằng thứ vũ khí tối tân hơn mãi. Đó là lỗi của chúng con. Lạy Chúa Giê-xu ở Bethlehem, Chúa đã cứu độ thế giới bằng tình yêu khiêm hạ. Nhưng bất công, ích kỷ và dối trá vẫn có mặt trên địa cầu. Chúa đến đem ánh sáng, nhưng bóng tối vẫn tràn lan. Chúa đến đem tự do, nhưng con người vẫn bị trói buộc nô lệ. Đó là lỗi của chúng con. Vì lỗi của chúng con mà chương trình cứu độ của Chúa bị chậm lại, và giấc mơ của Chúa sau 2000 năm vẫn chưa thành tựu. Mỗi lần đến gần máng cỏ Bethlehem, xin cho chúng con nghe được lời
thì thầm gọi mời của Chúa để yêu trái đất lạnh giá này hơn và xây dựng nó trở thành mái ấm cho mọi người. Xin cảm ơn anh chị em.